Xin chào các bạn. Hôm nay cây xạ đen Hòa Bình có tặng 5 cây giống xạ đen cho nhà bà Thoa Chiến. Thì hôm nay mình về đây để quay cái video là bà Thoa bà đang trồng trồng cái cây xạ đen giống nhà mình tặng để ở tại cái vườn gia đình. Đấy, thì đây mình đang ở vườn đây. Nó đang buổi tối nên là video hơi tối một chút các bạn nhé. Đây mình gửi rồi. Đây để các bạn xem cái cây xạ đen này. Đấy, đây là cái cây xạ đen. Đấy đấy luôn. Rồi. Đấy, đây cây xạ đen đây có 5 cây tất cả đúng không ạ? Đấy, đây cây đây. Đấy 5 cây xạ đen luôn. Quay gần cho các bạn xem nhé. Đấy. Quay gần cho các bạn xem. Rồi. Đấy, cái cây này là mình tặng luôn, tặng kèm luôn với lại cái sản phẩm cây xạ đen khô. Đấy. Ở bên mình đang bán là với giá là 20.000 một cây các bạn nhé. Ở đây nhà bà Thoa bà lấy rất là nhiều nên là nhà mình có tặng bà mấy cây bà về bà trồng. Đấy, bây giờ bà đang đi tìm chỗ trồng đây. Nào chúng ta cùng đi xem mà bà trồng chỗ nào nhá. Ở đây trồng ở dưới tán cây khác. Đang trồng dưới tán cây khác. Đấy đúng rồi, chỗ đấy. Chỗ này nó cũng mát các bạn này, cần tường này. Rồi sau này cây bưởi nó lên này. Cái bưởi nó lên nó sẽ gần tán cây khác thì nó sẽ rất là to các bạn ạ. Thì lá nó to. Cái cây này nó ưa mát các bạn nhé. Đấy, đây các bạn đất các bạn làm nhỏ đi. Đấy rồi các bạn trồng. Đấy rồi, tí chúng ta sẽ lên nước tưới các bạn nhé. Rồi sau này cây bưởi nó to lên ạ thì các bạn sẽ thấy là nó dưới tán cây khác rất là tốt đấy. Các bạn có nhu cầu mua cây xạ đen giống thì hãy liên hệ ngay với mình qua số hotline hoặc Zalo là 0976 836 586 hoặc là trực tiếp tại gia đình là địa chỉ là thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đấy. Tỉnh Hòa Bình. Ở đây cây này là mai là chặt luôn này, những cái lơ liếc là mai chặt luôn. Đấy, chúng ta làm đất nhỏ đi. Đất nhỏ sau đó chúng ta trồng vào tới nước. Đấy. Chúng ta có thể trồng là cây cách cây là từ 50 đến 1 mét các bạn nhá. Là nếu nhà nào các bạn mà đất ít ấy thì các bạn có thể trồng từ cây từ 50 đến 1 mét đều được. Đấy. Ở nhà bà Thoa Chiến ấy ở Vĩnh Phúc các bạn nhá. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu đến tham quan ấy thì các bạn cứ đến tận nơi, tận nhà. Đấy, cứ alo cho mình cho địa chỉ luôn. Đấy. Mình cũng nói chỉ luôn ở thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy, nhà bà Thoa Chiến các bạn đến mình có tặng bà 5 cây giống. Ngày hôm nay mình phải đến tận nơi để quay lại từ Hòa Bình lặn lội mấy chục cây số này để quay bà trồng cái cây này. Đấy. Chỉ vì làm một video giới thiệu cho các bạn ạ. Đây còn 3 cây rồi, 2 cây nữa. Đấy. Các bạn nên trồng vào buổi tối các bạn nhé. Đây buổi tối đang trời mát, các bạn nên trồng buổi tối xong là chúng ta tưới nước vào thì hôm sau nó tươi luôn. Nếu các bạn trồng buổi sáng ấy thì là không tốt đâu ạ. Trưa nắng, mùa này trưa nắng nên là chúng ta sẽ không cây sẽ héo ngay. Các bạn có thể dùng cây giống hoặc là dùng cành cũng được. Nếu các bạn nào mà không có cây giống, các bạn thấy nhà nào có cành thì các bạn có thể chặt cái cành về các bạn ươm. Các bạn dâm cũng được. Đấy, dâm như là dâm cây rau ngót đấy ạ. Đấy. Ở đây thì mình là tặng bà cây giống luôn thì chắc chắn là sống 100% luôn. Cây vẫn rất là tươi. Đấy, đây. Đấy, cây rất tươi luôn. Đấy, đây là một cái cây giống ạ. Không tối đâu. Chị cứ yên tâm là không tối, cái này tối thì khách hàng xem mới chất được, mới thật được. Chứ đây trồng đằng trong này. Đây, sau này dưới cái mít đấy cũng được ạ. Dưới cái mít này mai nó leo lên cái mít, cây to mít nó to leo lên cũng rất là được, rất là tốt các bạn ạ. Đấy.
mít luôn. Đối với lại cái cây xạ đen này, nếu các bạn có các bạn ung tươi được cũng càng tốt các bạn nhé. Đấy, các bạn ung tươi được, ung tươi ạ. Ung tươi thì các bạn cũng lấy khoảng 50 gram đến 100 gram. Đấy, các bạn cũng cho vào từ 1 đến 1,5 lít nước. Các bạn đun sôi uống thêm cho hàng ngày. Này có cần tường quá. Cũng không cần tường quá đâu, cách ra khoảng 50 phân, 50 phân đến mét. Sau này nó leo lên cũng rất là được các bạn. Các bạn nên nhớ là cây xạ đen này nó là dạng thân leo các bạn nhé. Nên các bạn nên phải trồng cái chỗ nào để cho nó bám được các bạn ạ. Gần tường hay là gần những cây cổ thụ, cây lớn khác để sau này cho nó leo lên. Đấy. Đây. Rồi. Đấy, hôm nay là mình đi trực tiếp để quay cái video, nó là trồng cái cây xạ đen tại nhà bà Thoa Chiến ở Vĩnh Phúc. Đấy, để các bạn biết đây là cây xạ đen này mình tặng luôn nhé các bạn nhé. Mình tặng khách hàng lấy số lượng rất là lớn nhà mình thường xuyên. Đấy. Vậy. Đấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe, chia sẻ để mọi người cùng biết về cái cây xạ đen và tác dụng cây xạ đen các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này.